chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bika TV. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và thông báo hình quả chuông để nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức ô tô hot nhất trong ngày. Bị đâm từ phía sau, VinFast Lux SA 2.0 không hề hấn, Toyota Camry toác đầu, bung túi khí. Loạt ảnh chụp về vụ va chạm giữa VinFast Lux SA 2.0 và Toyota Camry đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hình ảnh chụp từ hiện trường cho thấy là chiếc Toyota Camry nhiều khả năng đâm trực diện từ phía sau, phần đầu đã chui vào gầm, nhấc bổng chiếc VinFast Lux SA 2.0. Kết quả là phần đầu của xe Toyota Camry hư hỏng nặng, nắp capo gãy gập và bung túi khí. Trong khi đó, phần sau của VinFast Lux SA 2.0 gần như không hề hấn. Hiện chưa có thông tin liên quan tới việc liệu có thiệt hại về người hay không. Bài đăng trong một hội nhóm, những người sử dụng xe VinFast thu hút hơn 1,1 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, gần 300 bình luận và hơn 60 lượt chia sẻ chỉ sau một tiếng đồng hồ. Vụ tai nạn tạo ra những luồng ý kiến trái chiều khi mà nhiều người đánh giá cao chất lượng xe VinFast. Số khác cho rằng Toyota Camry bất lợi trong vụ va chạm này. Cụ thể, tài khoản Nguyễn Hùng bình luận, xe nào cũng mềm trước, cứng sau mà, còn tùy thuộc vào trọng lượng và kích thước. Tài khoản Đặng Đạo đồng quan điểm khi cho rằng, từng có chiếc Toyota Camry tông vào chiếc SUV của Ford, xe Camry nát đầu, có đuôi xe Ford thì còn y nguyên. Vị trí đâm quan trọng lắm. Khen chê phải rõ ràng, phần đầu xe thiết kế giảm xung lực khi va chạm nên mỏng manh hơn phần đuôi là nguyên lý cơ bản, và trọng tâm của Camry thấp, đâm nát đầu và nâng cả con Lux SA nặng 2 tấn lên như thế thì nặng là phải. Nếu trường hợp ngược lại, Lux A trọng tâm thấp, đâm đuôi Toyota Fortuner hoặc là Ford Everest thì không khác gì con Camry này mất. Người dùng Nguyễn Huy bày tỏ quan điểm như vậy. Một người khác thì cho rằng vụ va chạm này bất lợi khi mà Toyota Camry đâm trực diện vào phía sau của VinFast Lux SA 2.0, chủ yếu tiếp giáp với phần gầm xe. Vì phần này được gia cố cứng nên mẫu xe Việt không hề hấn gì là chuyện bình thường. Bên cạnh đó thì không ít người đưa ra lời khen ngợi dành cho chất lượng của VinFast Lux SA 2.0 trong vụ va chạm này vì phải chịu cú đâm mạnh nhưng phần cản sau vẫn còn nguyên vẹn. Lộ diện dàn xe được mong đợi năm 2020, VinFast chiếm sóng với dàn xe bí ẩn siêu hot. Thị trường ô tô Việt Nam năm 2020 được dự báo là có những diễn biến sôi động. Nhiều mẫu xe mới dự kiến ra mắt thị trường trong năm nay sẽ khiến cuộc cạnh tranh về giá bán và sản phẩm ngày càng khốc liệt hơn. Ford Escape 2020. Ford Escape mới xuất hiện tại Việt Nam trong kỳ triển lãm ô tô Việt Nam năm 2019 và sẽ chính thức đến tay khách hàng trong năm 2020. Ford Escape 2020 sẽ tái xuất tại thị trường Việt Nam dưới dạng xe lắp ráp trong nước, thế chân cho chiếc Focus đã dừng lắp ráp. Phiên bản Escape 2020 sở hữu nhiều thay đổi mạnh mẽ về thiết kế ngoại thất cũng như là trang bị công nghệ. Phiên bản xe mới sở hữu thiết kế khác biệt với lưới tản nhiệt mới gồm nhiều khối hình lục giác sơn đen. Ngoại thất xe cũng được thiết kế mượt mà, tinh tế hơn. Ở bên trong là khoang cabin rộng rãi và được trang bị đầy đủ các công nghệ và tính năng mới nhất của Ford. Hiện chưa rõ các thông tin về thời điểm xuất hiện cũng như là giá bán của Ford Escape. Tuy nhiên thì theo nhiều dự đoán, mẫu xe này xuất hiện vào khoảng giữa năm nay. Trước đó, các nhân viên đại lý cũng hé lộ Ford Escape mới có thể sẽ được trang bị cơ tăng áp EcoBoost 1.5L và nhiều trang bị công nghệ mới với giá bán dự kiến từ 1 đến 1,2 tỷ đồng. Honda City 2020. Honda City thế hệ mới đã ra mắt tại thị trường Thái Lan và có thể sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong năm nay sau một thời gian khá là lâu không có thay đổi. Honda City 2020 thay đổi về thiết kế ngoại thất khi không vuông vức như thế hệ trước. Phiên bản xe mới sở hữu các đường nét mềm mại tròn trịa hơn. Phần đầu City 2020 có hơi hướng thiết kế từ mẫu xe đàn anh Civic với đèn LED chiếu sáng ban ngày ở tất cả các phiên bản. Thay đổi đáng kể nhất ở Honda City phải kể đến động cơ. Trên Honda City mới, sử dụng động cơ xăng tăng áp với dung tích là 1.0, cho công suất tối đa 122 mã lực và mô men xoắn 173 Nm, đi kèm hộp số CVT. Đây cũng là lựa chọn động cơ duy nhất tại thị trường Thái Lan. Và theo công bố, thế hệ động cơ tiết kiệm trên 30% nhiên liệu.
Honda City hiện đang cạnh tranh ở phân khúc hạng B với các đối thủ sừng sỏ như là Hyundai Accent, Toyota Vios và mới nhất đó là Kia Soluto. Doanh số không thể so bì với các đối thủ, nhưng City vẫn có nhóm khách hàng của riêng mình và đoạt doanh số trên 9.700 xe trong năm 2019. Phiên bản mới ra mắt có thể sẽ tăng thêm sức cạnh tranh cho mẫu xe này. Nissan Livina. Nissan Livina lỡ hẹn với thị trường Việt Nam hồi năm ngoái và sẽ được kỳ vọng về Việt Nam trong năm nay. Trước đó, một số đại lý cho rằng là mẫu xe này đã được nhận đặt hàng và sẽ giao vào đầu tháng 2 năm 2020. Nissan Livina được xem là anh em song sinh với mẫu MPV ăn khách Mitsubishi Xpander cả về thiết kế ngoại thất và động cơ. Nissan Livina cũng sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh 1.5L với công suất tối đa 103 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm tại vòng tua 4.000 vòng một phút, giống như mẫu xe Xpander, đi kèm là hộp số sàn 5 cấp hoặc là tự động 4 cấp. Hiện chưa rõ là Nissan Livina về Việt Nam sẽ được trang bị thêm tính năng nào và mức giá là vào khoảng bao nhiêu. Tuy nhiên thì theo bảng tính giá lệ phí trước bạ mới được Bộ Tài chính điều chỉnh cách đây không lâu, Nissan Livina xuất hiện với mức giá là 739 triệu đồng. Toyota Corolla Altis. Hiện có rất nhiều thông tin khác nhau về sự xuất hiện của mẫu xe Toyota Corolla Altis tại Việt Nam. Toyota Corolla Altis ra mắt tại Thái Lan với nhiều thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất và các trang bị. Thế hệ mới cũng rất được kỳ vọng sớm được đưa về Việt Nam bởi phiên bản Toyota Corolla Altis đang bán tại Việt Nam được ra mắt từ năm 2017. Chậm cải tiến, đổi mới khiến mẫu xe này có phần yếu thế so với các đối thủ như là Hyundai, Elantra, Mazda 3 hay là Honda Civic khi số lượng xe bán ra khá là khiêm tốn. Việc ra mắt phiên bản mới được nhiều người dùng quan tâm và có thể sẽ tăng thêm sức hút của mẫu xe này khi các mẫu xe đối thủ liên tục được thay đổi. Tuy nhiên, hồi giữa năm 2019, Toyota đã phủ nhận thông tin sắp ra mắt Toyota Corolla Altis trong thời gian sắp tới. Phía Toyota Việt Nam cũng cho biết thêm, hãng chưa có ý định phân phối phiên bản này tại thị trường Việt Nam. Suzuki Ertiga 2020. Suzuki Ertiga phiên bản nâng cấp mới rục rịch về thị trường Việt Nam. Phiên bản mới được nâng cấp thêm trang bị với mục tiêu có thể giành thêm được doanh số từ đồng hương Mitsubishi Xpander đang rất ăn khách. Một số thông tin từ đại lý cho thấy là Suzuki Ertiga GLX 2020 sẽ được thay đổi ở mâm xe và trong nội thất với màn hình giải trí trung tâm kích cỡ 10 inch, điều hòa nâng cấp lên tự động và ghế sau của xe có thêm bệ tì tay. Động cơ trên xe vẫn là loại 1.5L phối hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, sản sinh công suất tối đa lên đến 103 mã lực và mô men xoắn cực đại là 138 Nm. Dự đoán giá bán của Suzuki Ertiga GL sẽ giữ nguyên giá bán 499 triệu đồng và bản cao cấp hơn sẽ tăng nhẹ với giá dự kiến 555 triệu đồng. VinFast Lux V8. VinFast sẽ ra mắt mẫu SUV hiệu suất cao Lux V8 trong năm nay. Mẫu xe lần đầu xuất hiện tại triển lãm ô tô Geneva Motor Show 2019, Thụy Sĩ và được hãng đưa về Việt Nam vào tháng 5 năm 2019. Đây là phiên bản đặc biệt của chiếc SUV Lux và sẽ được sản xuất với số lượng hạn chế. VinFast Lux V8 sở hữu bộ lốp thể thao cỡ lớn 22 inch, lưới tản nhiệt dạng mắt cá bằng chất liệu nhôm cao cấp. Các đường nẹp ở hai bên thân xe, trên nóc và ở mặt trước được sơn phủ lớp carbon cao cấp. Phiên bản Lux V8 được trang bị khối động cơ V8 mạnh mẽ với 8 xi lanh xếp hình chữ V, công suất tối đa lên tới 455 mã lực. Mô men xoắn cực đại là 624 Nm. VinFast Lux V8 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 300 km/h. Hai mẫu xe crossover mới của VinFast với biến thể chạy xăng và chạy điện. Năm 2020 thì VinFast sẽ không chỉ có Lux V8. Theo dự kiến, năm nay VinFast sẽ ra mắt hai mẫu crossover hạng B và hạng C nhằm cạnh tranh ở phân khúc đang được quan tâm tại thị trường Việt Nam. Phía VinFast chưa hé lộ thêm bất kỳ thông tin nào về các mẫu xe mới với các biến thể chạy xăng và chạy điện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi kênh truyền hình ô tô Bika TV. Hãy ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.